Em về được một em xông hơi mặt, mà để làm cho mặt của quý vị là coi như là da mặt đẹp đấy. Khi mà xông hơi, cái hơi hơi nóng này nó tỏa ra mà vào mặt nhá, nó đều, nó không giống như kiểu quý vị úp vào mặt vào 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 cái thùng nước nóng đâu đấy. Nó tản hơi đều, hơi hơi sương nóng nhá, hơi sương ấm nóng và vào mặt, và làm cho cái khuôn mặt của quý vị nó được thư giãn và bao nhiêu chất độc nó được thải ra khỏi khuôn mặt đấy. Thì đây là dòng Honor nhá. Đó, hàng về rất ok, em đã test rồi này, em đã test rồi này. Đó, em quý vị nhìn này, nó bắt đầu đưa nước vào, nó bắt đầu sủi nhá. Đó. Đó, quý vị thấy không? Đó, đã có này. Đó, đã có sủi rồi nhá. Đấy, và bắt đầu sủi rồi. Đó. Ừ. Em dùng quạt khỏe quá, đó, nó sẽ phả đi. Đó. Anh quý vị thấy không? Đưa vào nó sẽ tạo ra một cái hơi 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 hơi, hơi sương dạng hơi rất mỏng, để làm cho cái đây em vừa để phong xong cái da tay sướng luôn, lại da tay mềm ẩm luôn nhá. Đó. Thì con này của nó nhá, là em bán cho quý vị là 290.000 nhá. Đấy, con này bình thường nó chắc phải tầm 500 600.000 đấy. Thôi em bán 290.000 nhá. Đấy, hàng về cực kỳ đẹp tuyệt vời. Đó. Con này bình thường chắc phải bán 500 600 đấy. Thôi em bán quý vị thành lý cho quý vị là 290.000 nhá. Đấy, quý vị nào lấy thì alo ngay cho em, số điện thoại em là 0966 594 581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cái này thì không phải là mỗi các chị em dùng đâu ạ, anh em nam giới bây giờ cũng dùng rất nhiều. Chả dại gì mình cũng không mua về, mình lại không mua về để mình cắm xong rồi thư giãn lấy khoảng tầm 10 15 phút cho nó mặt mũi mình cho nó trẻ trung lại. Tội gì phải nhăn nheo cho nó già ra đúng không? Đấy. Vâng, đấy, cái này là quý vị muốn muốn xông này thì quý vị phải ra cái tiệm 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 gọi là tiệm gì nhỉ? Người ta gọi là mát xa mát xiệc gì đấy nhá, mới có nhá. Đấy, chứ không phải là chỗ nào cũng có đâu ạ. Đó. Đấy, bây giờ đã công nghệ đã về tận nhà mình rồi nhá. Quý vị về sử dụng cái này điện 100V nhá quý vị nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ.